Ngày 21 tháng 12, Bộ Y tế công bố có 16.136 ca trong nước, có đến 50.191 ca ra viện. Tính từ 16 giờ ngày 20 tháng 12 đến 16 giờ ngày 21 tháng 12, ghi nhận 16.325 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 16.316 ca ghi nhận trong nước, tăng 1.350 ca so với ngày trước đó. Cả nước có 11.309 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 1.704, Cà Mau 1.590, Tây Ninh 939, Thành phố Hồ Chí Minh 813, Khánh Hòa 798, Cần Thơ 797, Đồng Tháp 788, Bến Tre 606, Vĩnh Long 599, Bạc Liêu 507, Trà Vinh 485, Bình Định 429, Tiền Giang 390, Bà Rịa Vũng Tàu 378, Thừa Thiên Huế 370, Thanh Hóa 364, Sóc Trăng 349, Hậu Giang 325, Đồng Nai 284, Kiên Giang 276, Hưng Yên 259, Lâm Đồng 254, An Giang 250, Bình Thuận 248, Quảng Ngãi 245, Hải Phòng 235, Bắc Ninh 202, Đà Nẵng 169, Nghệ An 153, Đắk Lắk 139, Bình Dương 134, Quảng Nam 120, Đắk Nông 108, Quảng Ninh 91, Hà Giang 91, Vĩnh Phúc 80, Nam Định 67, Lạng Sơn 62, Phú Yên 55, Bình Phước 52, Long An 51, Ninh Thuận 49, Phú Thọ 45, Hải Dương 41, Thái Bình 39, Quảng Trị 37, Hòa Bình 32, Bắc Giang 26, Hà Nam 26, Sơn La 24, Quảng Bình 24, Thái Nguyên 23, Ninh Bình 17, Hà Tĩnh 14, Kon Tum 14, Yên Bái 12, Gia Lai 9, Lào Cai 8, Tuyên Quang 8, Cao Bằng 8, Điện Biên 2, Lai Châu 2. Kể từ đợt dịch thứ tư đến nay, cộng số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.566.261 ca. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 50.191 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 1.160.090 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.740 ca. Từ 17 giờ 30 phút ngày 20 tháng 12 đến 17 giờ 30 phút ngày 21 tháng 12 ghi nhận 250 ca tử vong tại Thành phố Hồ Chí Minh 58, Tây Ninh 31 ca trong 02 ngày, Đồng Nai 20, Tiền Giang 15, Bình Dương 14, Cần Thơ 12, Kiên Giang 11, Sóc Trăng 10, Đồng Tháp 9, Vĩnh Long 9, Hà Nội 8, Bến Tre 8, Bà Rịa Vũng Tàu 7, Bạc Liêu 6, Bình Thuận 6, Long An 5, Cà Mau 4, Đắk Lắk 3, Trà Vinh 3, Khánh Hòa 3, Lâm Đồng 2, Hậu Giang 2, Quảng Ngãi 1, Bình Định 1, Ninh Thuận 1, Bình Phước 1. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 30.041 ca.